Nhiêu vậy chị? Cái quần này nè, cái quần này 28 rồi, má cho 2,5 triệu mua thiếu mấy trăm ngàn nữa. Áo này hả? Áo này hình như là 3,5 triệu. Còn cái đồng hồ, mang cũng cost có 3,000 nè, cái 2,5 Mỹ. Cái đồng này á, chị uống là 10 triệu cái đầu, mà 2 triệu một lần. Đó, tiền đồ chị, chứ nhiều chị cũng không có giá trị gì hết đó em ơi. Nè, bây giờ này mình chỉ mua cái 6,8 triệu nè, mua trong BTS á. Thôi bà xạo bà ơi.